9.240 tỷ. Nhịp cuối. Một nữa này. Yeah. 11 giờ rồi. Ngoài trời tự nhiên, ngoài đường tự nhiên vắng thế. À chưa, không. À không, người ta còn phải đi đón Noel. Yeah. Đi chơi Noel về. Con người công việc các bạn ạ, sẽ không có những cuộc vui chơi ngày đi chơi Noel đâu. Tôi phải phấn đấu cống hiến cho công việc. Trong đầu tôi sẽ luôn luôn có hai chữ trách nhiệm. Vì anh em viewer, vì anh em đi làm, đi học về không có gì mà xem. Mình phải làm, không để mọi người có một ngày buồn bã. Ừ thì ngày trước là tôi cũng chơi đã rồi. Ngày trước kiểu đeo Noel chả ba tăng, tắm rửa ăn uống, à tắm rửa buổi chiều này, đầu tối bắt đầu là đi đi ăn này, rượu chè say sưa này, đến tăng hai đi hát, làm tí bài nhạc đấy, rồi tăng ba đi lên ba chơi, tăng bốn phải ăn đêm đấy. Chuyên gia là thế, cái gì làm tí vị, làm tí ca nhạc, làm tí ngớ bẩn. Không có, nhìn mặt này mà thế à? Mặt mày không bao giờ thế nhá. Không. Bé giờ chỉ biết là cầm mic thôi. Ai cầm mic cho anh á? Hả? Ờ, thôi thế. Xưa nay trên tay chỉ biết cầm dĩa hoa quả. À, cũng không được. Chỉ biết cầm chai bia thôi. Chưa? Tiếp. Giọng trầm này khối em chết. À thì ra thì giọng mình bình thường nó như thế này này. Đấy. Còn lúc nào mình làm việc mình cần phải cao giọng cho mọi người nghe rõ thì mình mới thế thôi. Tiếp rồi. Không, anh đập cả 8 ấy. Nhưng anh đang thấy dây mồi này có vẻ là anh đang tham vọng. Nay là Cường muốn đập như bình thường, muốn đập cộng 8. 1, 4, 2, 5, 4, 6 đã. Lấy lại cái form đã, không ấy được đâu. Lựa lại cái Gvadion, Gvadion, Gvadior. Con này lên giá ác nhỉ. Nhưng con này đáng hay thật. Mình cũng thấy cái form đấy là dễ đập nhất. Để đến đấy cộng 7. 4 con 6 thôi. Nhiều khi đập full vảnh nó vẫn chắc tay nhỉ. Yeah. Lên 7 thôi. Bây giờ form vào và mồi 10 con. Full vảnh.
hai con này. Mùi phun vạch này chất lượng vãi. Được hẳn luôn đấy. Thôi chuẩn bị vô dần đi. Ba tay nữa vào một con thôi nè. Đấy. Con cuối này. Tôi vào một phát. Thì đóp là đẹp. Yeah. Seed off thôi. Đấy. Vào dần thôi chứ không không nó sẽ lên mất đấy. Nếu seed off mà seed thì quay lại thêm một hai con bảy nhỏ yếu xíu xíu vạch thôi. Vô. Chơi. Về 4 nè. Con vạch nó loạn loạn lên một tí nha. Tốt giá trị đội hình có quà không? Không bạn ơi. Chỉ có tốt nạp thôi. Uầy. Về 1 thì Hungry đi. Đấy. Cái ma 8 lên 9 luôn á. Rồi tí anh mua sau. Hay à. Chơi Henry. Ui trời ơi. Về ai à. Mẹ. Rồi, bây giờ còn bao nhiêu tay một vạch hết nào? Ba tay. Sâu rồi nha, xài hết rồi đấy. Rồi năm à. Mai tôi thử đổi kiểu đập xem nào. Đỡ bị bắt bài. Không thể giống mọi ngày nhỉ. Mọi ngày bây giờ mình cứ tí vạch mấy lúc đầu. Giờ mình cứ chơi kiểu phang hết. Mình vào. Mình lại đẩy thêm vài con nữa xong mình lại vào. Ba. Hơi xấu nhỉ. Sáu này một phát nữa. Tôm Clevery đi. Rồi. Đấy, y như nick của anh vừa nãy nhá. Anh làm hai con 9 xong anh quay xe anh về anh đập. Anh nghĩ là hai con này xong là mình có thể mình chơi lô béo được rồi đấy. Còn tùy nhá, nếu mà đập hay không vẫn tùy cường nhá. Nào. Nào. Chơi. Kim Minh. Ôi trời ơi. Vẫn về 4 nhờ. Uầy. Nhiều 8 lắm rồi đấy. Uầy đua cu đi. Thôi con này cất đi. Một kèo EBS. Bây giờ là kèo EBS thứ 2. Sau con này thì tôi sẽ định đập rô béo. Tại vì cộng 6 nó cũng không liên quan gì đến cộng 9 cả. Hết dây 8 là mình chơi 6 rồi. Thu lý trước à. AP. Nào. Ui. Vẫn về 4 à. Rồi. Vào kèo nè. Một cái dây mồi cũng khá là căng đấy. Tính ra là cũng phải mất tầm hơn nửa tiếng để chúng ta đẩy cái dây này.
và thời gian thế thì tôi nghĩ là hợp lý cho những kèo icon cộng 6 rồi. Pulit trước à? Pulit phôi như nào nhỉ? Pulit phôi bao nhiêu em ơi? Đây à? Hay là 4 vạch? Mua một closer nữa. 4 vạch thôi nhá. Mua thêm một closer nữa đi. 9.240 tỷ. 5 nhịp. 1. 2. Ba. Bốn. Nhịp cuối. Yeah. Nào. Rút cua đi. Mày thế. Kim cái tay nhẹ nhẹ. Nice. Nào đồ nhưng mà lít trước. Ách xa. Cười nhờ. Đánh đốm nhá. Ơ lít 5, lít 6 mà cũng xe hả đốm. Thôi dừng thôi. Mày đập chắc tay nhờ. Được. Nói chung là làm một cái dây xong rồi đập một con icon to cộng 6.000 tỷ. Thì vàng cũng 6 kìa. Cười nhờ.